Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Harry Won mặt bụi bặm, cá tính dự khai trương quán bán đồ uống mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Harry Won mặt bụi bặm, cá tính dự khai trương quán bán đồ uống mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Chấn Thành có mặt bên vợ. Bố già cười tít mắt khi được bà xã chụp ảnh để sống ảo. Chấn Thành có mặt bên vợ. Bố già cười tít mắt khi được bà xã chụp ảnh để sống ảo diễn viên Tuấn Trần nổi tiếng với vai quán trong phim điện ảnh Bố Già. Diễn viên Tuấn Trần nổi tiếng với vai quán trong phim điện ảnh Bố Già. Ca sĩ Trúc Nhân là thành viên hội bạn thân của Chấn Thành. Ca sĩ Trúc Nhân là thành viên hội bạn thân của Chấn Thành. Nghệ sĩ Hài Anh Đức đến thưởng thức các món đồ uống mới. Nghệ sĩ Hài Anh Đức đến thưởng thức các món đồ uống mới. Ca sĩ Eric rất mê trà sữa chân châu. Ca sĩ Eric rất mê trà sữa chân châu diễn viên quan trung ngoài đời trông hiền lành, giản dị khác hẳn trên màn ảnh. diễn viên quan trung ngoài đời trông hiền lành, giản dị khác hẳn trên màn ảnh. hoa hậu thu hoài và hôn phu tống chí vui vẻ cùng hội bạn thân mừng con trai tinh nguyễn đứng hàng sau, thứ ba từ phải qua mở cơ sở kinh doanh. tinh nguyễn 26 tuổi hiện là quản lý phòng marketing tại thẩm mỹ viện của mẹ. anh chàng hào hứng với lần đầu thử sức kinh doanh viên. Hoa hậu Thu Hoài và hôn phu Tống Chí vui vẻ cùng hội bạn thân mừng con trai Tinh Nguyễn đứng hàng sau, thứ ba từ phải qua mở cơ sở kinh doanh. Tinh Nguyễn, 26 tuổi, hiện là quản lý phòng marketing tại thẩm mỹ viện của mẹ. Anh chàng hào hứng với lần đầu thử sức kinh doanh viên. Hương Giang.